Lê Phúc xin chào cô chú anh chị và tất cả các bạn. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay các bạn cùng vào bếp làm cái món chả lụa da heo với mình. Thì mình thấy là món này cũng rất là đơn giản nha. Làm xong thì cái đòn chả trông rất ngon và bắt mắt. Khi ăn vào thì có cái độ dai nhẹ chứ không quá dai như là mình mua ở ngoài chợ. Vì mình không có sử dụng thêm phụ gia. Và để làm cái món chả lụa da heo thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video và cùng làm với mình nha. Và đây là nguyên liệu mình chuẩn bị cho món chả lụa da heo. Da heo thì mình cũng đã làm sạch rồi. Mình sử dụng ở đây là 200 g, 500 g giò sống thì các bạn có thể ra chợ kêu người ta xay giùm mình nha. Một ít lá chuối để một lát nữa gói. Thì nguyên liệu khá đơn giản và thêm một số gia vị cần thiết nữa. Mình sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để làm thì mình chuẩn bị một cái nồi nước rồi các bạn cho da heo vào mình luộc trước nha. Rồi mình cho vào trong nồi một ít muối, dằn vô một chút bột ngọt. Và mình sẽ đặt cái nồi da heo này lên trên bếp và luộc tới khi nào da heo chín mềm. Và da heo thì mình cũng đã luộc được một lúc rồi các bạn. Bây giờ mình dùng đũa các bạn đâm xuống. Cái phần da heo mà lủng như vậy thì mình gấp ra. Rồi mình cho trực tiếp qua bên thau nước đá. Làm như vậy thì cái phần da heo nó săn lại. Một lát nữa mình sẽ dễ cắt hơn. Mình để một lúc để nước đá tan hết là được nha các bạn. Và da heo thì mình cũng đã vớt ra ngoài cho ráo nước này các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị cắt. Miếng này thì mình cắt ra làm ba. Rồi bây giờ thì mình cắt nhỏ lại nha. Thì miếng da heo này các bạn cắt cho mình hơi dày chút xíu. Và sau khi đã cắt xong thì mình cho qua bên đĩa. Rồi các bạn làm tương tự. Da heo thì mình cũng đã cắt rồi, bây giờ mình để qua một bên, mình đi làm thêm cái phần gia vị nha các bạn. Và gia vị thì mình cho vào đây là một muỗng bột tỏi nè các bạn. 1/4 muỗng muối. Một chút bột ngọt. Một muỗng cà phê hạt nêm. 2 muỗng cà phê đường. Rồi mình cũng cho vô 2 muỗng cà phê nước mắm. Cho vào rồi thì các bạn trộn đều lên. Rồi mình cho vô một chút xíu tiêu xay. Rồi bây giờ mình sử dụng một cái thau lớn nè, rồi các bạn cho hết 500 g giò sống vô. Rồi mình cho hết da heo mình đã cắt nhỏ vào. Và khi đã cho vào xong thì các bạn cho cái phần gia vị mình vừa trộn vô. Rồi mình mang bao tay vô các bạn trộn đều. Nếu mà các bạn muốn ăn ớt xanh á, thì mình có thể cho vào đây một ít ớt xanh nha. Tại vì nhà mình có trẻ con á, nên là mình sẽ không có cho ớt vào đây. Mình nhồi một hồi để cho giò và da heo đều lại với nhau. Giò và da heo thì mình cũng đã trộn đều rồi. Bây giờ thì mình chuẩn bị lá chuối để mà đem đi gói. Và để gói thì mình chuẩn bị ở đây là 3 miếng lá chuối lớn này các bạn. Mình gói tương tự như là mình gói bánh tét vậy thôi. Mình dựng dọc lên như vậy. Rồi chuẩn bị thêm 4 lá bịt đầu nữa nha. Bây giờ thì mình cho cái phần chả mình đã trộn lúc nãy vô. Sau đó thì các bạn túm chặt tay lại.
Sau đó thì mình sử dụng một cái sợi dây ni lông nè các bạn. Mình buộc ở chính giữa để mà mình cố định. Mình chừa lại cái phần mối để một lát nữa mình rút ra cho nó dễ. Rồi mình sẽ cắt bỏ cái phần lá thừa. Và đây là cái đầu chả này các bạn. Mình bẻ xuống. Cao quá thì các bạn dùng kéo mình cắt thêm một ít nữa. Đè cho nó hơi chặt tay chút xíu nha. Làm xong rồi thì mình lấy dây thun mình cố định. Phần lá chuối bên này thì các bạn cắt bớt đi. Như vậy là mình đã xong được bước đầu tiên của đòn chả rồi nè. Tiếp theo thì mình sử dụng ở đây là một cái sợi dây ni lông dài. Đòn chả thì mình cũng đã cố định xong rồi, bây giờ bắt đầu mình nứt. Các bạn quấn dây như vậy. Nếu mà không có lá chuối thì mình có thể sử dụng giấy nến. Gịch cho thiệt là chặt tay vô nha các bạn. Như vậy là mình đã gói xong được một đòn chả rồi. Các bạn chuẩn bị một cái nồi nước sôi để mà mình đem đi hấp luôn. Nồi nước để hấp chả thì cũng đã sắp sôi rồi các bạn. Thì bây giờ mình cho cái đòn chả vô. Và đòn chả này mình sẽ hấp trong vòng là 40 cho tới 45 phút nha. Tại vì mình gói hơi to nên là cái thời gian hấp hơi lâu một chút. Rồi bây giờ thì mình đậy nắp lại. Và đòn chả thì mình cũng đã hấp đủ thời gian rồi. Bây giờ các bạn dỡ nắp ra. Mình sẽ để trong nồi tầm khoảng là 10 phút, sau đó thì mình mới lấy hẳn ra ngoài nha. Và sau 10 phút thì mình sẽ lấy cái đòn chả ra ngoài. Đòn chả thì mình cũng đã lấy ra rồi, lúc này thì vẫn còn hơi nóng nha. Mình cắt dây và mở cái đòn chả này ra. Rồi bây giờ mình chuẩn bị cắt ra nha. Và đây là phần chả bên trong nè các bạn. Nhìn rất là ngon luôn á. Và đòn chả thì mình cũng đã cắt ra xong rồi các bạn. Để ăn kèm thì mình sẽ ăn kèm với lại muối chanh ớt. Và đây là cái miếng chả của mình. Có những cái miếng da heo ở bên trong nhìn rất ngon mắt. Rồi thì bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng thưởng thức với mình nha. Và chả mình ăn vào thì có cái độ dai nhẹ vì mình không có cho thêm phụ gia các bạn. Còn da heo thì lại rất mềm ngon, gia vị mình làm cũng đậm đà và rất thơm nữa. Kết hợp cùng với lại muối chanh ớt thì mình ăn không có bị ngán. Và cách làm này thì mình thấy khá là đơn giản, ai cũng có thể làm được. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong tới các bạn rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.